Chào các bạn đến với kênh The Beautiful Life with Alice. Hôm nay là buổi sáng sớm nha. Mình có một tin vui muốn chia sẻ với lại tất cả các bạn. Thì trước khi mình vào cái tin vui, bây giờ thì các bạn đã chuẩn bị chưa nè? Ngọc Thúy đã có một video chia sẻ với lại các bạn đó. Mình sẽ uống nước gừng, trà gừng xả, cộng một chút xíu chanh ha. Rồi, rất là ngon các bạn ơi. Cái này nó làm cho mình thông cổ nha. Rồi tiêu đàm và cũng trị ho nữa. Rồi bây giờ đây mình sẽ trở vào cái phần tin hấp dẫn ngày hôm nay. Đó là có hai cái tin vui mình muốn chia sẻ với các bạn nè. Rồi hôm nay là mình sẽ có hai cái đề tài mình muốn chia sẻ với các bạn nha. Thì thông thường mình không muốn chia sẻ những cái thông tin mà tất cả các bạn có thể đọc được ở trên Internet hoặc trên YouTube là cái tình hình bao nhiêu người đã bị infected, tất nhiên là bị lây lan, và số người chết cũng như là thế giới và từng quốc gia hoặc là từng vùng miền mà các bạn đang ở. Những thứ đó thì mình rất là dễ kiếm ở trên Internet, phải không các bạn? Nhiều khi mà mình ngồi á, mình coi mình không biết cái tin nào vào những cái tin nào mà mình đáng nên coi nữa, thì Thúy sẽ luôn luôn ráng đọc nhiều tin tức và tìm những cái tin tức nào mà hữu ích nhất, và những cái tin tức nào mà mang cái niềm vui đến cho các bạn, giúp được các bạn có thể mà phòng ngừa cũng như rằng là cách điều trị khi mà mình bị nhiễm bệnh bệnh cảm cúm, là bị cảm lạnh, hoặc là mình đang bị nhiễm coronavirus 19 như thế nào á. Thì những cái đó là những cái hữu ích nhất. Thì bây giờ đây mình sẽ nói cho các bạn là rất là tóm tắt có một tin mà mình cảm thấy rất là vui. Bây giờ các bạn hãy theo dõi nha. Đó là cái tin vui đầu tiên. Mình đã đánh máy ra cái tin tức này và dịch ra qua tiếng Việt một phần từ bác sĩ Price, đó là David Price. Hiện ông đang là người chuyên trị bệnh coronavirus ở trong cái bệnh viện ở New York ha các bạn. Bác sĩ Price hiện đang làm trong ICU của bệnh viện ở New York, và đây là chia sẻ của ông sau khi chuyên trị toàn bệnh nhân COVID-19 trong những tuần qua. Đây là cách ngừa COVID-19 của ông. Tôi là bác sĩ trong phòng ICU khoa hồi sức cấp cứu ở bệnh viện ở New York. Bệnh viện chúng tôi có 1.200 giường bệnh. Trước đây, bệnh viện có điều trị và mổ nhiều căn bệnh khác nhau, nhưng nay chỉ điều trị 100% bệnh nhân nhiễm COVID. Hiện bệnh viện đang lãnh 20% của số bệnh nhân COVID tại New York. Bổn phận của tôi là chăm sóc những ca bệnh nặng đã được đưa vào ICU. Tôi là người quyết định bệnh nhân nào được dùng máy thở và nằm với máy thở bao lâu. Vì vậy, tôi nghĩ tôi có thẩm quyền để nói về những gì đang xảy ra. Trong 3 tháng vừa rồi, chúng tôi đã học hỏi thêm được rất nhiều về con virus này. Hiện giờ, bạn nghe giọng tôi hơi nghẹn ngào, không phải vì tôi sợ, mà lần đầu tiên trong rất lâu, tôi thấy hết sợ rồi. Tôi muốn chia sẻ với quý vị để làm quý vị bớt hoang mang và biết cách bảo vệ bản thân và gia đình. Triệu chứng nhiễm COVID: nóng, sốt, đau cổ. Virus vào người sẽ đi khắp nơi, nhưng ảnh hưởng nhiều nhất là phổi. 80% bệnh nhân chỉ nói là ho, không cảm thấy khỏe trong người, ho nhẹ, nhức đầu. Bệnh thường kéo dài 5, 7 đến 14 ngày. Bị nhẹ thì bắt đầu ngày thứ 5,
sẽ thấy khỏe lại. Bệnh nặng hơn trong 3 tới 5 ngày, sẽ thấy khó thở. Bạn chỉ nên vào nhà thương khi thấy khó thở, chứ nóng sốt thì không cần đến. Tới ngày thứ 7 sẽ bắt đầu thấy khỏe lại. COVID nhiễm bằng cách nào? COVID nhiễm qua sustained contact, tức là đụng chạm lâu với một người bệnh hoặc với người sắp phát triệu chứng trong 1-2 ngày sắp tới. Đụng chạm lâu có nghĩa là đứng gần dưới 6 feet, tức là 1m82, và tiếp xúc từ 15 đến 30 phút ở một nơi bít bùng, đóng kín và không có đồ bảo vệ, chẳng hạn như khi không đeo khẩu trang. Nên các bạn khỏi phải sợ là con virus còn nằm trong không khí rồi mình vô tình đi qua rồi lây. Gần như cách duy nhất để lây bệnh là khi virus dính vào tay mình rồi mình đưa tay sờ lên mặt. Như vậy, virus có thể vào mắt, mũi hoặc miệng mình. Xin tóm lại một cách đơn giản là phần đông những người bị nhiễm là do họ chạm tay vào một người bệnh rồi đưa tay lên sờ vào mặt mình. Khi hiểu được nguyên lý này thì mấy hôm nay tôi bắt đầu cười lại được rồi, vì tôi biết tôi sẽ không bị nhiễm. Tôi muốn nhắc nhở các bạn những điều quan trọng sau đây. COVID hiện đang ở trong cộng đồng của quý vị, dù quý vị đang ở đâu. Rửa tay thường xuyên, để ý tay mình vừa chạm vào đâu, đụng vào cái gì, và nhớ lúc nào cũng tẩy bằng hand sanitizer hoặc rửa tay cho sạch. Bản thân tôi đi đâu cũng cầm theo lọ Purell nước rửa tay. Ví dụ, tôi đi từ nhà trọ ra thang máy, tôi vẫn có thể bấm nút thang, nhưng sau đó tôi liền đổ một vài giọt Purell vào tay. Ra đến cửa cũng vậy, có thể dùng tay mở cửa, nhưng sau đó lại dùng Purell. Nếu giữ tay sạch sẽ, không bị nhiễm COVID. Đây không phải là căn bệnh, mà một người bệnh chạm vào thứ gì rồi cả cộng đồng lây theo khi đụng vào thứ đó. Chúng ta chỉ bị lây khi gặp và đụng chạm nhau lâu, còn gọi đó là sustained contact. Muốn kỹ hơn thì rửa tay, tẩy trùng tay sau khi chạm vào bất cứ thứ gì nhé. Bạn cần phải để ý và sửa cái tật ứa chạm vào mặt, dụi mắt, ngoáy mũi, cậy mụn, vân vân. Tuyệt đối không chạm tay vào mặt. Bạn đi ăn tiệc bắt tay một người bệnh rồi đưa tay lên sờ vào mặt mình, đó là cách lây COVID. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Tôi khuyên mọi người nên đeo khẩu trang, không phải vì nó sẽ bảo vệ hay ngăn ngừa được COVID, nhưng nó sẽ tập cho bạn thói quen tốt là không sờ vào mặt. Chỉ cần tay sạch và không sờ vào mặt là 99% chúng ta sẽ không bị nhiễm. Bạn không cần khẩu trang chuyên dụng y tế như loại N95. Ngay cả tôi trong bệnh viện, trong những trường hợp đặc biệt, gặp toàn bệnh nhân COVID, tôi cũng chỉ đeo N95, đứng xa mọi người, giữ khoảng cách 6 feet, tức 1m82, rửa tay thì các bạn không phải lo gì cả. Dr. Price. But to very simply state, the overwhelming majority of people are getting this by physically touching someone who has this disease or will develop it in the next 1 to 2 days, and then touching their face. The thing that makes me smile a little bit is that I actually know now that I won't get this disease because I know how to protect myself. Các bạn ơi, đó là tin vui phải không các bạn? Thì mình vừa mới chia sẻ với các bạn là một đoạn video và những cái lời nói của bác sĩ Dr. David Price đang chữa trị trong phòng ICU của bệnh viện ở New York. Thì từ trước tới giờ mình sợ lắm các bạn. Đi ra đường rồi mình sợ nè, gặp người lạ mình cũng sợ, nói chuyện mình sợ, văng nước miếng, cái gì mình cũng sợ hết trơn. Nhưng bây giờ thì mình biết một điều quan trọng, rất 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 là quan trọng. Đó là một cách duy nhất chúng ta chỉ bị lây lan khi chúng ta đụng
sờ vào những cái vật mà nó đã có vi trùng COVID rồi và đụng vào mặt. Thì những cái đồ vật nào khi mình đi ra đường, mình đụng vào thì nó ở tất cả mọi nơi các bạn. Mình không thể biết được là cái đồ vật hoặc những cái gì nó đã có vi trùng hoặc là những cái gì nó không có vi trùng, phải không? Thì mình không thể biết. Nhưng mà theo như doctor nói thì chỉ có một điều duy nhất, đó là tôi khuyên mọi người nên đeo khẩu trang. Không phải vì nó bảo vệ hay ngăn ngừa được COVID, nhưng nó sẽ tập cho các bạn thói quen tốt là không sờ vào mặt. Chỉ cần tay sạch và không sờ vào mặt là 99% chúng ta sẽ không bị nhiễm COVID. Rồi bây giờ thông tin thứ hai mà là một tin vui đó các bạn, đối với Thúy thì những cái tin nào mà nó positive, tất nhiên rằng là nó mang lại cho mình cái niềm vui, mình đọc mà mình cảm thấy nó phấn chấn hơn, mình cảm thấy có một cái tia sáng ở cuối đường hầm và gọi là tin vui ở giờ phút cuối, thì mình cả một ngày đó mình cảm thấy vui lắm và mình muốn chia sẻ với các bạn liền đó. Thì như là Thúy nói trong đầu video rồi thì có quá là nhiều, phải không các bạn, nhiều nước tại sao có số người nhiễm bệnh nhiều hơn, người chết nhiều hơn, tại sao có những nước mà họ bằng những cách chữa trị đơn giản nhất mà tại sao mà họ lại không có một cái số, một cái ca tử vong nào hết. Và một các bạn ơi, thì theo tin tức thôi nhá, như cho mình đọc ở trên á, TV, trên mạng rồi trên báo, chỉ có một quốc gia duy nhất mà không có một người chết nào bằng cái bởi cái bị nhiễm cái COVID-19 này đó. Một cái tin mừng không các bạn, đó là quốc gia Việt Nam của chúng ta. Mình hy vọng rằng những cái báo cáo, những cái dữ liệu mà tận trong thâm tâm của từng mỗi người, từng quốc gia đưa ra là bằng một cái tâm chính xác và một cái tâm để cho tất cả toàn thế giới được qua khỏi cái đại dịch COVID này, để mang niềm vui và hạnh phúc đến cho tất cả mọi người. Thì mình sẽ chia sẻ với lại các bạn rằng là từ trong những trung tâm mà chữa trị của bệnh coronavirus của Việt Nam, họ đã làm những gì. Thì mình hy vọng đây sẽ giúp ích được cho các bạn nhé. Rồi thông tin từ bệnh nhân đã hồi phục từ bệnh viện ở Việt Nam nha các bạn. Đây là thông tin ở Việt Nam. Thì mỗi ngày những người bệnh, đây là chia sẻ của những người bệnh mà khi họ ở trong cái trung tâm mà cách ly, và những người mà họ đã làm gì để mà protect họ, tất nhiên rằng là để mà phòng chống cái bệnh của coronavirus, và cũng như khi mà họ bị mắc coronavirus rồi thì bác sĩ đã giúp những bệnh nhân đó làm như thế nào để mau chóng hồi phục, mà ở Việt Nam ta không có một cái ca nào mà bị tử vong hết. Thông tin từ bệnh nhân đã hồi phục từ bệnh viện tại Việt Nam. Mỗi ngày chúng tôi đều ở đó. Chúng tôi uống vitamin C 1000, vitamin E từ 10 giờ đến 11 giờ thì tắm nắng trong khoảng 10 đến 20 phút. Sau đó thì ăn điểm tâm, đó là trứng một món, nghỉ ngơi và nhận tối thiểu đồ ăn thêm một lần nữa cho một bữa tối là từ 7 đến 8 giờ. Uống 1,5 lít nước mỗi ngày và mỗi món ăn cần đều phải uống nước ấm, không uống nước lạnh nhá. Là những gì chúng tôi làm tại bệnh viện. Điều này là để cho chúng ta biết rằng độ pH của các loại virus corona khác nhau là từ 5,5 đến 8,5. Những gì chúng ta cần làm để đánh bại coronavirus là dùng nhiều thực phẩm có tính kiềm hơn
trên giai đoạn của pH của virus. Một số trong các thực phẩm mà có nhiều độ pH đó là chanh có 9,9 độ pH, phấn 8,2 pH, bơ là những trái bơ đó nha các bạn, có 15,6 độ pH. Wow, cái này thì là nhiều nhất đó. Tỏi 13,2 pH, xoài 8,7 pH, quýt 8,5 pH, dứa 12,7 pH, bồ công anh 22,7 pH, cam 9,2 pH. Rồi bây giờ thì làm thế nào để bạn biết rằng bạn có coronavirus, tức là đang bị nhiễm coronavirus đó? Thì việc đầu tiên thì bạn sẽ thấy là ngứa ở cái cổ họng, ở cái hầu họng. Rồi các bạn bị khô họng nè, ho khan, nhiệt độ cao, khó thở và mất mùi và vị. Vì vậy, nếu bạn chú ý đến những trường hợp này, hãy nhanh chóng lấy nước ấm với chanh và uống. Rồi, bây giờ nghe vậy thì mình uống thêm một miếng nước trà nè, chanh gừng sả ha các bạn. Mình làm ở nhà nè. Các bạn có thể nấu sả với gừng cho nó thiệt nóng. Và các bạn 50 gram sả ha. Và khoảng 100 gram gừng thì các bạn nấu được khoảng 1,5 lít nước. Sau đó thì cho nước, khi đợi nước nó sôi rồi đó, các bạn lấy ra, các bạn sắc 2-3 lát chanh bỏ vô và vắt khoảng 1 tablespoon nước chanh và bỏ vô uống như vậy rất là ngon. Các bạn nào không uống được thì bỏ chút xíu mật ong cũng được ha. Nhưng mà mình không có bỏ mật ong, mình uống như vậy nè. Nó làm cho cơ thể mình giữ ấm. Thì đó là những cái tin tức mà Ngọc Thúy mới chia sẻ cho các bạn. Là khi mà mình bị nhiễm rồi thì mình nên nghỉ ngơi nhiều và mình sẽ ăn uống như thế nào đó. Nhớ là đi ra ngoài đường phải đeo khẩu trang, không bao giờ sờ tay vô mặt nha các bạn. Về nhà rửa tay, đi ra ngoài shopping bất cứ cái gì, mang theo cái sanitizer. Khi các bạn cầm một món hàng nào mua xong bỏ vô giỏ, rồi mình xịt lau tay, cầm những thứ khác xịt cái sanitizer lau tay, về nhà rửa hết, rửa tay và thay cái bộ quần áo của mình ra, bỏ giặt ha các bạn. Giữ cho cơ thể khỏe mạnh ha các bạn nha. Chúc các bạn luôn luôn được khỏe mạnh. Và Ngọc Thúy mong rằng sự chia sẻ của mình sẽ mang nhiều hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy cái video này của mình hữu ích, Thúy mong các bạn hãy share cho tất cả các bạn khác cùng coi nhé các bạn. Và đừng quên nhấn subscribe cho mình, like and share. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ tới. Sẽ bổ sung khuyến nghị về việc đeo khẩu trang vào danh mục các hướng dẫn về các biện pháp bảo hộ. Tuy nhiên, bác sĩ Burst cho biết người Mỹ không nên hiểu lầm là việc đeo khẩu trang có thể hoàn toàn tránh lây nhiễm COVID-19. Cũng tại buổi họp báo hôm qua, Tổng thống Trump nói rằng người... Thank you.